khởi động máy mài hai đá của bê tách nha mọi người. Rồi mình đang có một cái sắt hộp đây, mình sẽ mài thử cho các hàng xem. Các bác thợ mài thì hay quan tâm đến cái độ lì của máy khi mình ép để mài, như ở mài cuốc xẻng ngoài dao chứ mọi người. Cái máy này thì đây, tầm giá này thì không thể chê chãi được nó rồi mọi người. Giới thiệu khách hàng một sản phẩm mới của thương hiệu, đó là máy mài hai đá 200, mẫu rất là mong chờ. Và mọi người lưu ý đây là mẫu dây đồng nhé mọi người nhá. Máy mài hai đá bê tách có mã mà là CU ở đằng sau đây này, mã về động cơ dây đồng. Công suất của máy là 550W. Đây là đá 200, là một thuộc dòng những đá rất là phổ thông, hầu như mình thấy là các bác thợ làm nghề là sử dụng đá 200 rất là nhiều. Nhập khẩu chính ngạch nhá mọi người nhá. Đây một thùng máy này sẽ rơi vào là 10 ký 6 nhá mọi người. Mở cho mọi người xem luôn. Thương hiệu bê tách thì cơ khí bê tách thì rất là nhiều dòng máy rồi. Mọi người máy hàn này, máy ăn khí, máy rửa xe. Các bác thợ mà đã dùng qua những cái dòng sản phẩm của bê tách mà yêu thích thương hiệu bê tách này có thể tham khảo lựa chọn mẫu này. Và đặc biệt nhé mọi người, mẫu này giá cực kỳ ưu đãi luôn. Máy mài hai đá dây đồng chuẩn thương hiệu mà giá chỉ có hiện tại bây giờ ấy, thời điểm hiện tại mình báo giá là 1.150.000 là miễn phí vận chuyển, gọi là mình thấy giá cực kỳ ưu đãi luôn đấy. Phiếu bảo hành chính hãng này, đây là thân máy đây, màu này mình rất là ưng luôn này mọi người. Này có xốp đầy đủ, vận chuyển cũng yên tâm. Đây là những cái phụ kiện là tấm chắn này, bệ đỡ này, để mình lắp ráp vào chiếc máy này nhé mọi người nhá. Đây, màu máy mài hai đá này thì nhìn rất là sang đúng không? Mình thấy khá là chắc chắn đấy mọi người ạ. Này, bên nhiều bên nó kêu lắm. Mọi người đây là một đá thô, một đá mịn và trọng lượng của máy sẽ rơi vào tầm khoảng 9 ký 9 đấy mọi người nhá. Nếu mà đúng của máy mình lắp thêm những cái phụ kiện này này mọi người này, thì tất tật ấy, nó rơi vào tầm khoảng 9 ký 9, 9 ký 9 10 kg. Cái tấm thông số, ghi chi tiết thông số là bằng kim loại, người ta đính ở trên này. Model là BT200CU, công suất 550W, điện áp 220V 52Z, đá 200, tốc độ vòng tua là 3100 vòng. Nhìn rất là sang đấy. Cái vân, màu vân này nhìn rất là đẹp này. Xem qua cho mọi người cái phần đế này mọi người này. Đế này là gọi là tầm trung thôi mọi người ạ. Những cái dòng máy mà tầm khoảng 1.500.000, 1.600.000 ấy, cái đế nó dày hơn. Nhưng mà giá 1.150.000 mà trong cái phân khúc này thì mình thấy rất là ok rồi, không có gì phải bàn cãi gì cả. Trong cái mức giá này thì rất là đáng để lựa chọn. Phần đuôi đây là chính là cái chỗ dây nguồn này mọi người này. Để đây là đặt hàng máy mài hai đá của bê tách, đá 200, giá cực kỳ ưu đãi trên thị trường. Liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, bên mình giao hàng toàn quốc, nhận hàng tại nhà, được cắm điện, thử máy rồi mới thanh toán, rất là an tâm. Đấy, sản phẩm như ở trong video nhé mọi người. Đấy, đủ đấy, phụ kiện này, phiếu bảo hành. Đấy, bê tách còn có máy rửa xe bên mình mới về đấy nha mọi người. Một cái mẫu mà đang được khách hàng rất là lựa chọn rất là nhiều. Máy rửa xe 2.150.000, có 4 bánh xe,
có chỉnh áp. Đấy, máy hàn là tới mình sẽ lên những cái video về máy hàn. Thì anh em có thể tham khảo thêm. Đây mẫu này giá mềm hơn mọi người này. Mẫu này chỉ có 1.950.000 này. Có bánh xe đẹp lắm. Máy hàn đây. Máy trà tường thiết kế mới nha mọi người nhá. Mình sẽ có một cái video phân tích về chiếc máy trà tường cho các bác thợ này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi máy hàn máy tách thì chưa đơn giản. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.